Chào mừng các bạn đã đến với lớp học truyện tranh. Shin, cậu bé bút chì và Buri Buri Jaemon đã quay trở lại rồi đây. Tiếp nối những cuộc phiêu lưu còn đang dang dở, hôm nay hãy cùng anh Lợn đi điều tra vụ án mất tích sô-cô-la bí ẩn, đóng giả làm lợn ngoài hành tinh và đi thỉnh kinh cùng Tôn Ngộ Shin nhé. Cùng bắt đầu ngay thôi nào. Tập phim 922, cơn khủng hoảng sô-cô-la. Nohara Shinosuke, 5 tuổi, là thám tử của đội điều tra đặc biệt Sở Cảnh sát Quốc tế Katsukabe. Hôm nay là ngày nhậm chức của cảnh sát trưởng mới. Cô ấy tên là Amai Chiyoko. Chị gái xinh đẹp này mà làm sếp của Shin thì sướng lắm đây. Chờ điện thoại reo lên, đồng chí mẹ Mise gọi thông báo vừa xảy ra một vụ án, yêu cầu Shin đến hiện trường ngay lập tức. À đúng rồi, phải kêu Buri Buri Jaemon đi thay mới được. Ủa, ông mặc đồng phục nữ cảnh sát chi vậy? À thì để dễ âu yếm với cảnh sát trưởng ấy mà. Shin kêu Buri Buri Jaemon đi điều tra thay cậu, nhưng anh Lợn không chịu, hai đứa cãi nhau là mẹ phải xách cổ đi. Hiện trường là cửa hàng của Masao. Hôm nay ông chủ Masao đến thì thấy cửa cuốn bị mở một cách khó hiểu. Khi kiểm tra thì phát hiện tất cả sô-cô-la đã bị ăn trộm. Kẻ trộm sô-cô-la à? Hắn lại ra tay nữa sao? Trước đó có một vụ xe tải chở sô-cô-la từ nhà máy kẹo Katsukabe bị tấn công và cướp mất hàng hóa. Có khi nào là cùng một thủ phạm và hắn rất cuồng sô-cô-la không nhỉ? Chắc phải có âm mưu gì lớn lắm. Đúng đấy, thế này thì Shin làm sao ăn chocobi được nữa? Ủa, mà anh Lợn đang ăn sô-cô-la à? Lấy ở đâu ra đấy? Ta mua ở một cửa hàng trên đường đến đây. Dựa vào bao bì sản phẩm, họ nhận ra đó là một cửa hàng bán sô-cô-la cao cấp, dạo gần đây được rất nhiều người nổi tiếng ưa chuộng. Vậy thì có khả năng nó sẽ là mục tiêu tiếp theo của tên trộm. Chúng ta phải đi thám thính trước thôi. Ngay sau đó tại trụ sở của tập đoàn sô-cô-la, đội điều tra đóng giả thành người của đài truyền hình Katsukabe đến thăm quy trình sản xuất sô-cô-la của công ty ngài Sato. Đây là hai chuyên gia người nước ngoài của chúng tôi ạ. Ni hao. Bonjour. Chủ tịch Sato tự hào nói sô-cô-la của mình ngon nhất thế giới, nên mọi người cứ xem tự nhiên. Nhìn người ta làm cũng hay hay, Shin cũng muốn thử nên rủ Buri Buri đi rửa tay cho sạch. Chợt họ nhìn thấy một cái thùng, bên trong có rất nhiều chocobi. Ui, kho báu đây rồi. Bỗng một anh nhân viên đi tới, đẩy xe hàng xuống tầng B3. Ở đây có một dây chuyền vô cùng lớn, những gói sô-cô-la đủ các loại được bóc ra và nung chảy, đúc khuôn thành những thỏi mới. Theo suy luận của Buri Buri Jaemon, đây chắc chắn là một nhà máy sô-cô-la. Ủa gì vậy, nhìn là thấy cần gì phải suy luận. Chợt ánh đèn rọi thẳng vào hai bạn trẻ. Là chủ tịch Sato. Hóa ra, cách ông ta sản xuất sô-cô-la chính là nung chảy sô-cô-la của những cửa hàng khác. Những vụ trộm liên tiếp gần đây đều do hắn làm. Đồng chí Misae và Hiroshi đã bị bắt, bọn chúng chĩa súng về hai bạn. Bỗng Buri Buri Jaemon bật cười, rồi đi về phía chủ tịch Sato. Ta luôn là đồng minh của cái mạnh. Chủ tịch ơi, hãy cùng nhau chinh phục thế giới nào. Mấy anh lính nã đạn liên tục làm hai đứa chạy té khói. Một cánh tay máy tóm lấy Buri Buri. Shin thì tí rơi xuống nồi sô-cô-la nóng chảy. Đúng lúc nguy cấp thì chủ tịch Sato ngắt cầu dao. Tạm thời nghỉ một tí, đến chương trình TV ta yêu thích rồi. Hóa ra là cuộc diễu hành của cảnh sát trưởng Chiyoko. Trong một lần phỏng vấn, khi được hỏi về mẫu bạn trai lý tưởng, Chiyoko chia sẻ rằng cô rất thích ăn sô-cô-la, nên nếu người đó làm được sô-cô-la ngon nhất thế giới, thì cô sẽ cưới ngay. Thế là chủ tịch Sato mở hẳn một công ty luôn. Ông ta nhận ra rằng nếu trộm hết sô-cô-la ở các cửa hàng khác, thì hàng của mình nghiễm nhiên số 1 thế giới rồi. Phóng viên phỏng vấn cảnh sát trưởng thì Chiyoko lại chia sẻ vừa mới tập chơi golf nên muốn có bạn trai là huấn luyện viên chuyên nghiệp. Chủ tịch chết lặng, vậy còn vụ cưới người làm sô-cô-la ngon nhất thế giới thì sao? Chết tiệt, cái nhà máy này chẳng còn ý nghĩa gì với ta nữa. Sato nổ súng bắn loạn lên, cánh tay máy quay ném thẳng Buri Buri Jaemon vào mặt lão ta. Cả hai ngã vào băng chuyền rồi rơi xuống nồi sô-cô-la nóng chảy. Bức tượng này nhìn có vẻ ngon đấy. Vậy là đã bắt được thủ phạm rồi, vụ án kết thúc tại đây. Tập phim 928, làm giàu bằng lợn không gian. Tại vùng quê Katsukabe nơi gia đình Nohara đang sống, giữa trưa mà trời lại có sao thế nhỉ? Ôi mẹ ơi, là thiên thạch đấy, chạy mau. Sao mà đen tủi thế không biết, rơi đâu không rơi, lại đắp ngay vào căn nhà vẫn còn 32 năm trả góp của bố Hiroshi. Những lúc bất hạnh như thế này phải gọi Buri Buri Jaemon thôi. Cậu đang làm gì thế? Nhìn là biết, múa cột đó. Múa lợn hả? Trời ơi không phải thế. Bố nhờ anh Lợn di chuyển thiên thạch ra chỗ khác, nhưng Buri Buri bảo quý tộc không bao giờ lao động chân tay cả. Mẹ Mise chen vào cá khịa, mang tiếng quý tộc, nhưng chắc gì đã có tiền để xây lại nhà chứ. Tiền ấy hả? Ngay lập tức, ngôi nhà trở thành điểm đến thu hút những khách du lịch muốn tham quan thiên thạch.
Bên cạnh đó còn bán cả áo thun và quần xịt thiên thạch nữa cơ. Bỗng tiếng nhạc nổi lên, MC Hiroshi bước ra chào khán giả. Kính thưa quý vị, sau đây là một chương trình rất đặc biệt. Khối thiên thạch này đã đem theo đến trái đất một người ngoài hành tinh. Hãy cùng chào đón anh ta nào. Shin bật công tắc, buri buri ngồi lên. Khán giả rất bất ngờ khi thấy một con lợn mặc quần áo lại có biết nói. Khổ quá, đã bảo không phải lợn rồi. Có tin ta biến trái đất thành hành tinh lợn không hả? Chợt xe máy xúc có vấn đề, Shin nhấn nút thì nó bắn anh lợn bay tít ra cánh đồng ngô luôn. Tin tức về lợn không gian được lên trang nhất, như thế này thì sẽ có nhiều khách đến lắm đây. Vì đã đủ tiền xây nhà rồi nên mẹ Mise khuyên dừng lại. Đã làm kinh doanh thì không có giới hạn, phải không lợn thối? Cu Shin chạy đến thông báo vừa nhìn thấy mấy người khả nghi lảng vảng quanh đây. Họ ăn mặc như này này bố. Đúng lúc ấy thì một chiếc ô tô đến, mau giấu thằng lợn đi ngay. Đây là Smith, phóng viên đài truyền hình KNN, đến để phỏng vấn độc quyền người ngoài hành tinh. Bên trong vali là một số tiền. Tất nhiên là anh lợn đồng ý ngay, cơ mà người dẫn chương trình phải là gái xinh nữa nha. Chương trình bắt đầu, tại cánh đồng ngô bình dị này, một thiên thạch đã rơi xuống, mang theo một dạng sống thông minh đi kèm. Và rất may mắn, chúng tôi đã có buổi phỏng vấn độc quyền với ngài ấy. Tên ngài là gì ạ? Jean-Pierre André Joseph de Chateaubriand. Tên gì mà dài dữ vậy? Dạ, em là Nohara Shinosuke, bạn thân kiêm quản lý của Buri Buri Zaemon ạ. Mẹ lo lắm, nhỡ họ phát hiện nó không phải người ngoài hành tinh thì chết. Xui ghê, ông Smith nghe thấy mất rồi, các người dám lừa bọn tôi hả? Không không, tất cả là kế hoạch của con lợn này đấy. Cái gì? Các ngươi mới là người xấu, ép ta phải làm người ngoài hành tinh. Dù sao ta cũng luôn là đồng minh của cái mạnh, phản bội là điều quá bình thường. Smith tóm lấy con lợn và nói, tôi không quan tâm nó có phải đến từ vũ trụ không, chỉ cần nó kiếm ra tiền là được. Buri Buri Diamond phải làm miễn phí cho Smith suốt đời á, còn lâu. Anh lợn ôm vali tiền rồi bỏ chạy. Bỗng nhiên trực thăng xuất hiện, hai đặc vụ áo đen bắt cóc Buri Buri Diamond. Họ là cơ quan chuyên phụ trách người ngoài hành tinh, đến để đưa anh lợn trở về quê nhà. Tên lửa đã sẵn sàng, phóng thôi. Cuối cùng thì bố Hiroshi phải tự lo vụ nhà cửa thôi. Tập phim 958, tới đi thỉnh kinh Arigatai. Ngày xưa ở một vùng núi nọ, có một chú khỉ tên là Tôn Ngộ Shin. Cậu ta đang trên đường đến tận cùng của Kasukabe để thỉnh kinh Arigatai. Cơ mà bụng réo rồi, đói quá. Những lúc khó khăn phải gọi Buri Buri Zaemon thôi. Á, à, sao lại triệu hồi lúc nhạy cảm thế này hả? Anh hùng giải cứu thế giới Buri Buri Zaemon có mặt, tiền công 10 triệu yên, trả góp cũng ok. Shin bế anh lợn lên, ném vào nồi nước sôi. Thịt kho tàu chắc ngon lắm đây. Ta là anh hùng chứ có phải thịt lợn đâu hả? Thấy Shin định bỏ đi, hiệp sĩ lợn kéo lại đòi tiền công. Ta sẽ đi theo nhà ngươi đi thỉnh kinh Arigatai, đến khi nào nhận được tiền mới thôi. Đến cây cầu treo, cả hai bị chặn lại bởi Buri vàng và Buri bạc, nói thẳng ra là cướp ngay. Chúng bắt nộp hết tài sản ra rồi mới được qua cầu. Cái gì hả hai con lợn thối tha kia? Ngươi không phải lợn chắc? Cộng thêm Buri Zaemon, thế là có bộ ba bát giới rồi nè. Buri vàng lấy ra một trái bầu, nó rất lợi hại, nếu trả lời khi bị gọi tên thì người đó sẽ bị hút vào trong. Shin tóm lấy, vừa đúng lúc cậu đang khát nước, thấy khói bốc lên, tưởng nước nóng nên Shin hỏi Buri Buri Zaemon xem có uống được không. Ba anh lợn cùng trả lời, nên bị hút vào trong, lắc đều lên nào. Ôi, mùi xúc heo thơm quá, bọn chúng quậy quá làm hồ lô rơi xuống, khiến ba con lợn tí thì rơi xuống vực. Tình thế nguy hiểm quá, Shin chạy đến chơi ẩn tù si. Đúng là lợn mà, ngốc hết chỗ nói. Vui quá nhỉ, cho Shin nhảy xuống với. Shin bật trong chóng đuôi và bay lên. Anh lợn định học theo, nhưng có đuôi đâu trời. Thế là rơi tõm xuống sông. Shin gọi Buri Buri Zaemon, cả ba bị hút vào bình và được cứu mạng. Ô, có biển chỉ dẫn đường đến Kasukabe kìa. Sau khi nghe nói về kho báu Arigatai, ba con lợn ham hố đuổi theo Shin ngay. Đang đi trong khu rừng sắc màu thì cả đám gặp cô Matsuzaka. À không, Ngưu Ma Vương Matsuzaka. Chả là cô nghe nói vùng này có kinh Arigatai nên lặn lội đường xa tới đây tìm kiếm. Ái chà, có đối thủ rồi đây. Đại chiến bò và lợn, đội nào thua thì thành bữa trưa nhá. Chờ chút, thứ mà cô Matsuzaka đang tìm kiếm là bí kíp cosplay sen mắt rất Arigatai cơ. Không phải thứ Shin cần đâu. Cô mở điện thoại ra check bản đồ, hóa ra đi nhầm đường rồi, chán ghê. Bỗng Shin thấy một căn nhà nằm ở giữa rừng. Tờ giấy dán trên cửa ghi, tiệm sách tận cùng của Kasukabe đã di chuyển đến nơi khác. Buồn quá à, Shin mất công lặn lội đến đây để mua quyển người mẫu rất Arigatai mà lại không được. Là trời, hóa ra kho báu mà cậu ta nhắc đến là cái thứ của nợ ấy hả? Khoan đã, khu rừng đang phát sáng kìa. Họ chạy tít vào bên trong khám phá. Đó là một cái cây treo quá trời đồ luôn. Có cả tạp chí người mẫu mà Shin muốn này, phải về nhà xem thôi.
Shin vô tình đánh rơi hồ lô, rồi gọi tên cô Matsuzaka và Buri Buri Zaemon. Cả ba bị hút vô trong luôn, tưởng xui nhưng mà chờ đã, collagen từ lợn giúp da mặt cô căng mọng hơn nè. Thế cô ở đó chơi một mình đi nhá. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi tới phút cuối này. Hẹn gặp lại trong những cuộc phiêu lưu tiếp theo nha. Có đóng góp ý kiến hay muốn chúng tớ làm bộ anime nào thì hãy bình luận bên dưới nhé. Chúc một ngày tốt lành. Bye bye!